Nào tiếp theo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lưu cái phần sản phẩm này lại, Ctrl S, và thầy sẽ để ra ngoài desktop của màn hình. Chúng ta sẽ ghi là số 1, 1, 2, sau đó số Photoshop nhé. Photoshop. Được chưa? Chốt lại, chúng ta đã hiểu về cái cách chỉnh độ nhiệt của màu đúng không ạ? Còn bây giờ bạn thích chỉnh lại, vẫn chỉnh được như bình thường. Tiếp theo. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ tắt đi nhá. Rồi, bây giờ phần thứ hai của chúng ta là làm cái gì? Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào My Computer, và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào OE. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Đấy, sau này mà chúng ta cứ làm, chúng ta sẽ điều khiển hết, sáng, chiều, trưa, tối đều là do chúng ta hết. Muốn đẹp, muốn sắc nét hay không là chúng ta phải nắm rõ nha. Tiêu chí đặt ra, em muốn làm rõ phát biết ngay, em muốn làm lạnh phải làm được ngay. Bởi vì chúng ta định vị được trong đầu là cái gì để làm lạnh được ạ? Được chưa? Làm lạnh thì không khí nó phải như thế nào? Đúng chưa? Là chúng ta sẽ chọn vào phần G. Nào, tiếp theo. Thầy sẽ chọn đến một cái cô gái trẻ con ở bên nước ngoài, và thầy sẽ có một cái biểu tượng cho nó, đó là cái này, là chúng ta sẽ đến Ctrl U. Các bạn nhìn đi Ctrl U. Ctrl U là một trong những cái chỉnh màu mà rất là thú vị, đem lại rất nhiều cảm giác cho các bạn và đem lại rất nhiều sự sáng tạo cho các bạn nếu mà bạn thích chơi với phần chỉnh màu này. Mỗi người sẽ chỉnh theo một cách kiểu khác nhau, bởi Ctrl U nó là một giải chuyển màu và hòa trộn. Thì các bạn nhìn này, khi thầy ấn vào Ctrl U thì ở đây nó có một biểu tượng như sau là Huê. Nhìn thấy Huê chưa? Nó có giải màu từ màu đỏ đến màu vàng, màu xanh lá cây đến màu xanh dương, đến màu xanh tím, đến màu tím, rồi đến màu đỏ, đúng không? Thì các bạn nhớ một điều rằng cái màu của chúng ta là có màu xanh lá cây ở tất cả nhảy. Thì đây Huê là giá trị trộn màu. Có nghĩa là khi bạn kéo đâu thì nó trộn cái màu này cộng với cái màu này tạo ra một cái loại màu mới. Nên cái này nó được cái là nó sáng tạo ra một loại màu mới. Nhưng nó lại ở điểm yếu nó sẽ khiến cho một vài vật thể của chúng ta lại không đúng về màu. Ví dụ đặc biệt là về vật thể là người, thì cái da mặt của người đôi lúc sẽ bị thay đổi. Ví dụ các bạn nhìn đó, bạn có thấy là cái lá cây rồi các thứ nó đẹp rồi, nhưng mỗi tội là nó không phải là đúng ý đồ của em muốn. Em đồng ý mà. Có nghĩa là cái tông màu. Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng phải đi. Ok, em thích lá cây lắm rồi, em thích cái này lắm rồi, nhưng mà mỗi tội là em lại không thích cái vấn đề là về người nó phải như vậy. Thì chúng ta đã có một cái lệnh rồi, đó là gì? Ctrl. Chúng ta có một cái y dài. Các bạn nhìn y dài chưa? Và tất nhiên là cái y dài này tôi sẽ chọn một cái lệnh, đó là rất là đơn giản, chọn vào đây thôi. Nếu mà dùng một thao tác thì chỉ cần dùng như này thôi. Và tất nhiên là tôi sẽ dùng cái phương pháp là từ tốn. Nó có nghĩa là nếu bạn tô phát này nó sẽ trở về gốc ban đầu. Nhưng nếu mà tô nhảy mà tôi chọn là opacity rơi tầm khoảng 50 thì nó tô chỉ là một nửa trở về gốc ban đầu thôi, còn một nửa thì vẫn là cảnh cũ. Và tôi cứ dần dần tôi bóc ra như thế thì cái ảnh của chúng ta nó vẫn là cái tông màu đấy, nhưng mà hơi hướng có những chỗ nào vậy là giống thật của mình. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn là 50% và tôi chọn đầu bút to lên bằng lệnh chuột phải, chọn vào biểu tượng size cho to một tí, hoặc là các bạn có thể giữ phím an chuột phải sang bên này, còn nhớ này không ạ? Ok, vậy thì thầy tô nhảy đúng không? Đấy, em nhìn thấy chưa? Thầy tô một lần chưa hết, thầy tô lần thứ hai bắt đầu là có màu, thầy tô lần thứ ba, thầy muốn là cái da mặt cô gái nó có thể là như thế này. Ok, tiếp theo thầy cho tô nhảy được không ạ? Và thầy tô càng nhiều thì nó trở về ảnh gốc ban đầu của thầy như vậy. Rồi ok, tiếp theo cầm cái kéo đây, em nhìn đi nhá. Cái màu áo này hợp, rất là hợp với màu tím mà chúng ta đang chơi. Được không ạ? Còn nếu mà có những người ta còn làm khéo léo, người ta có những đoạn tay người ta phải dùng pen, người ta đồ lại và người ta tô, thì như vậy thì nó sẽ không bị lem nhem ra ngoài. Có nhiều người đặt câu hỏi và thầy ơi tại sao em tô nó cứ bị lem nhem ngoài. Đúng rồi, không ai có thể tô một phát một cách rất là kỹ được, mà nếu mà chúng ta không có vùng tròn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên là tôi rất là muốn là các bạn sẽ phải làm cho tôi những cái thao tác mà những cái tấm ảnh của chúng ta thật sự là xuất sắc. Hiểu cái này chưa đã? Ok, chọn vào đây. Đấy. Sau khi làm xong thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Đúng không ạ? Ở đây có hai giá trị nhé. Các bạn nhìn tôi lập ra layer mới như này. Đây, chọn vào biểu tượng là Solid. Giống như vừa rồi, tôi thử chọn một cái cảm giác đó là một cái màu xanh đậm để cho các bạn thử ám thu thử xem. Sổ xuống chúng ta chọn vào biểu tượng đó là đảo ngược về màu. Bạn nhìn thấy chưa? Những cái cảm giác mà những cái ảnh của chúng ta bắt đầu cổ dần.
Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl Shift U. Biết Ctrl Shift U không? À, Ctrl Shift and N là chúng ta sẽ chụp màn hình. Sau đó dùng cái lệnh vừa rồi mà chúng ta vừa làm, đó là độ nhiệt của màu. Còn nhớ độ nhiệt này của màu không ạ? Có. Sau khi tôi chọn vào đây xong thì tôi giảm cường độ xuống đi. Các bạn nhìn chưa? À, tôi đã có một cái màu mới cho nên giá trị sản phẩm. Nhìn đúng không ạ? Nhìn này, trước và sau, chúng ta ấn F12. Đây là ảnh của chúng ta và chúng ta ấn vào Ctrl Z này. Nhìn đúng không ạ? Nhưng ảnh này các bạn có đồng ý tôi là thiếu sắc độ không ạ? Vậy chúng ta còn nhớ Ctrl L và Ctrl M không ạ? Ok, chúng ta chọn image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào Ctrl L. Thấy chưa? Thiếu sắc độ. Bản chất của ảnh này không thiếu sắc độ, nhưng chúng ta đang làm cho nó thiếu sắc độ để tạo ra những cái giá trị về ám khói. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị là từng kênh màu, chúng ta đẩy vào đây. Chúng ta đẩy vào đây, đúng không? Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào đây. Ok, chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào đây, đúng không? Thì bạn nhìn này đúng nhỉ, cái này đúng không? Đấy, màu trông ổn không? Đúng không ạ? Câu chuyện từ một màu xanh bây giờ chuyển thành màu này, nhưng mà em có thấy là phạm trù câu chuyện của chúng ta đã là thực sự là khác biệt. Mỗi một lần chúng ta điều chỉnh, mỗi một lần chúng ta hòa trộn từng các kênh khác nhau vào thì nó đã tạo ra một tín hiệu khác biệt mà không phải ai cũng có được. Ví dụ hôm nay thầy Khánh làm trong kiểu ngẫu hứng, thầy thích như này, ok, nhưng mà thầy vẫn hiểu rằng nó đang thiếu sắc độ, thầy muốn chỉnh sắc độ, nhưng mà chỉnh sắc độ này ra một cái màu rất đẹp thì ok, tôi chấp nhận việc đấy. Hiểu cái này chưa đã? Ok, F12. Quay trở lại cấu ban đầu nha, F12. Ăn cần Z này. Đấy, bạn thấy chưa? Nó có rất nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta chọn vào Windows, chọn là History. Đây ạ. Muốn trở thành gốc chỉ cần chỉ vào đây thôi. Còn nếu mà chỉ vào đây thì nó có phải là cái cảnh mà vừa rồi chúng ta làm không? Đấy. Thì ảnh của lúc này cũng là một tiêu chí và số 2 cho các bạn. Các bạn nhìn em ạ. Ảnh trước và sau của chúng ta. Đây, trước sau đây. Trước. Thấy chưa? Quay trở lại gốc nhanh nhất là người ta cho quay nhảy. Và sau chính sau khi chỉnh thì chúng ta sẽ chỉnh nhảy. Màu sẽ rất là khác biệt. Tất nhiên lúc này chúng ta muốn là cái mắt của chúng ta mà nó có thể là hơi tím một tí thì rất là đơn giản. Nhìn này, chúng ta lập ra một layer mới. Và layer mới này chắc chắn bạn phải hòa trộn, đó là color. Còn nhớ color không ạ? Đấy. Hòa trộn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chọn một cái tông màu y ngắn chỉ vào đây, nó có một cái tông màu tím. À, tím này tôi sẽ đẩy lên tím một tí nữa. Tầm này được không ạ? Nhìn chưa? Và lúc này dùng một cái công cụ bút bê, tại vì bút bê đầu nhòe khi tô ra thì nó sẽ rất là dễ chịu. À, nhỏ xuống một tí nữa. Bắt đầu tô. Ok, chúng ta chọn vào đây. Nhìn em ạ. Và các bạn nhớ một điều rằng là để muốn tạo ra một cái mắt cho nó trong trẻo hơn một tẹo tẹo nữa thì người ta cũng có thể chọn vào phương pháp là chọn vào đây và chọn vào biểu tượng một cái màu trắng. Còn nhìn màu trắng kìa. Cái màu trắng này bạn phải dùng một tiêu chí như sau là chuột phải chọn vào Blend. Còn nhớ này không ạ? À, với cái này thì bạn nhớ nhá, tôi sẽ cầm tôi kéo vào đây. Bạn có thấy là người ta bóc ra từng nhảy không ạ? Và bóc đến một dầm nào đó thì các bạn đồng ý với tôi là cái mắt của chúng ta nhảy nhá. Còn nếu mà chúng ta ngược lại thì chúng ta sẽ nhảy. Có nhìn thấy cái chỗ mắt này của thầy nó bóc đến đây không ạ? Thì thầy giữ phím an, thầy tách ra thì tự khắc nó sẽ làm sao rất là trong trẻo. Thầy nhìn em ạ. Tại sao thầy phải làm như vậy để làm gì ạ? Em biết thầy làm như vậy để làm gì không ạ? Bởi vì nhiệm vụ của thầy là muốn làm cho cái mắt ấy nó trong và nó sâu hơn thôi. Bởi vì cái này sau khi thầy xong nhá, bạn nhìn này, tôi có phải dùng cái overlay không ạ? Nhìn overlay chưa? Bạn nhìn này, nhìn chỗ mắt này nhá. Nhìn này, trước sau này, nhìn trước sau nhá. Có nhìn thấy cái mắt của chúng ta nó sẽ trong hơn một độ không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Hiểu rồi thì bắt đầu nhìn nhá, nhìn tôi làm này. Lúc này các bạn có đồng ý tôi đây có mặt nạ không ạ? Tôi ấn vào Ctrl Y ngắn thì các bạn có thấy là nó sẽ biến mất không? Ctrl Y ngắn là có phải mặt nạ đen không? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn, nếu tôi dùng bút của tôi là bút B màu trắng mà tôi chỉ vẽ khu vực mắt thì có phải cái mắt nó trong không? Cái mắt nó sẽ trong trẻo hơn đúng không? Ok, tôi sẽ dùng công cụ bút B. Và bút B lúc này tôi chọn là màu đen, màu trắng. Tôi tô vào đây. Nhìn không ạ? Nhìn cái mắt thôi chưa? Chuột phải, vấn đề là chúng ta vẫn là cái câu chuyện bài cũ thôi. Nhưng đấy, lúc này chúng ta sẽ sử dụng theo một kiểu khác. Cái tô ở đây. Em nhìn thấy mắt chưa? Ok, nhìn này. Mắt người ta phải trong.
đấy, đeo đen nó phải trong trẻo chứ, nó không thể nào bình thường. Ok, đến bây giờ tôi sẽ lại làm tiếp cho bạn một giá trị nữa, đó là làm về môi. Môi này ánh sáng phải đập vào đây, nó phải có những hạt nó phải thật sự là trắng. Ok, lúc này chúng ta sẽ lập ra một layer mới tiếp theo và solid cho nó một giá trị về màu trắng. Cái này hai giá trị chỉ làm môi và phần thứ hai là làm mắt thôi nha. Còn nhớ cái này không, là chúng ta sẽ chơi trò là chuột phải chọn vào blending option. Lúc này tất nhiên là thầy sẽ dùng cái tiêu chí là giống như vừa rồi rồi, nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên thầy phóng to lên để cho mọi người biết rằng là thầy đang bắt đầu là xử lý đến phần môi của thầy, được chưa? Ok, cầm đây, bắt đầu thấy môi chưa, như này chưa? Thì bắt đầu đến đây thì mình coi như đây là cái ngưỡng, nhớ nhá, cái kéo này coi như đây là cái ngưỡng, và cái ngưỡng này bắt đầu người ta tách ra từ đây thì nó sẽ chuyển êm từ đây, hiểu không? Chứ không phải là cứ chọn vào điểm đầu điểm cuối, chúng ta dựng phim an, chúng ta tách cái này ra một tí, các bạn sẽ thấy chưa? Ok, và thầy thấy cái môi này khá dễ chịu rồi thì thầy sẽ chơi một trò là thầy ấn ok. Lúc này thầy lại chọn vào đây và Ctrl Y ngắn tiếp theo lần thứ hai. Thì bạn có nhìn thấy không ạ? Lúc này tôi dùng bút B tôi tô ra. Hiểu cái này chưa? À, giống như chúng ta đánh môi nhưng mà son môi của chúng ta nó bóng lắm. Son xịn đấy nhá. Ok. Thì các bạn nhìn thấy không ạ? Về một cái tấm hình này thì chúng ta lại tiếp tục thêm một cái công đoạn nữa, đó là làm cho nó sắc nét lên. Sắc nét bằng cách nào? Đó là chúng ta chụp lại toàn bộ màn hình bằng Ctrl Shift Alt. Có nhớ này không ạ? À, tiếp theo chúng ta ấn vào Ctrl Z là một độ nữa, là chúng ta sẽ lấy phiên bản trên và dùng một thao tác là sổ xuống, chọn vào biểu tượng đó là gì? Vivid Line. Hòa trộn. Sau đó chúng ta sẽ chọn ra. Đợi thầy một tí. Thì các bạn nhìn này, sau khi mà thầy chọn vào Vivid Line xong thì thầy chọn vào Filter, thầy chọn vào Azure và thầy chọn vào High Pass thì tự khắc nó sẽ tạo ra sự xô lệch và nó rất là sắc nét trong một tấm ảnh của thầy, thì thầy chỉnh vừa thôi, nhìn thấy không ạ? Và chỉnh vừa thôi, nhìn thấy chưa? À, sau khi thầy chỉnh xong thì thầy ấn OK, thì đây là cái sản phẩm mà thầy đã làm ra, và tất nhiên là nó có một sự khác trong thiết kế của thầy đấy, có nghĩa là sau khi mình chỉnh xong mình chỉnh như này, hiểu cái này chưa đã? OK, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift S và chúng ta sẽ để ra ngoài màn hình. Photoshop chỉnh màu 2. OK. Nào phóng to xem lại một lần nữa nha. Hiểu phần này chưa? Rồi, bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ tắt bỏ đi. Nào, bây giờ thì thầy lại tiếp tục đến phần là lệnh Ctrl U cho bạn lần thứ hai, đó là chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp mà chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. À, trong phần thư viện ảnh thì thầy sẽ chọn đến một cái ảnh như thế này. Và tất nhiên là thầy sẽ chọn đến cảnh cuối cùng. Đây ạ. À, đây là một cái ảnh khá là lâu rồi, thầy đã dùng rồi. Nhưng thay cho việc mà người ta chỉnh một cái ảnh như thế này thì người ta sẽ làm cho đồi chè trở thành đồi sim. Thì bằng cách nào? Thì tất nhiên là người ta sẽ dùng cái lệnh như thầy vừa chia sẻ cho các bạn, là chúng ta học đến Ctrl U. Với cái Ctrl U như này thì bạn nhìn này, tôi kéo đây thì các bạn sẽ thấy là cái tông màu chúng ta sẽ chuyển thành đồi sim được. Màu sim tím. Nhưng nó lại bị một cái vấn đề là cái cô gái và chàng trai nó bị làm sao ạ? À, nó bị tím theo, nó bị xanh nét. Vậy thì trong cái phần phiên bản này nó có cái gì hay không thì cho bạn xem một tiêu chí như sau của Ctrl U nhá. Nào, Ctrl U. Ctrl U nó có một tính năng cực kỳ hay, đó là chọn màu khu vực. Có nghĩa là tôi muốn điều khiển cái khu vực màu nào thì tôi sẽ có một cái bàn tay tôi chỉ vào. Bạn có thấy là màu đang từ đến đây không ạ? Thì khi mà bạn chọn bàn tay, bạn chỉ cần chỉ vào vị trí này thôi, thì ngay lập tức nó quy định cho bạn là cái khu vực màu xanh tôi đã chọn. Và khi bây giờ tôi kéo thì nó chỉ kéo cái khu vực màu xanh thôi, còn những cái khu vực màu da người tôi không có điều khiển nữa. Các bạn nhìn này, tôi cầm tôi kéo đến đây. Bạn nhìn không ạ? Hồi tôi kéo đây, các bạn nhìn không ạ? Nếu tôi kéo đây xong rồi thì tôi thấy bạn là thầy ơi, em đã chọn kéo rồi nhưng mà nó vẫn chưa được ra. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là bút cộng màu. Cộng màu vào đây, tôi sẽ cộng màu tiếp theo màu xanh nữa. Ok. Và tiếp theo tôi sẽ cộng thêm nữa thì tôi phóng to. Tất nhiên bây giờ nó còn nát đác lại những cái vị trí của màu của chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhìn này không ạ? Và các bạn sẽ thấy rằng tôi đã có một cái sản phẩm, đó là một cái ảnh trước và sau của chúng ta nó khác biệt.
hiểu không? À, cái sự thay đổi trên da mặt cực kỳ. Nếu còn trường hợp nào mà còn chỗ này nữa thì chúng ta nhìn chỗ này chưa? Thì chúng ta ấn OK, nhìn này, preview. À, sau khi làm xong bạn hãy dùng công cụ y dài. Công cụ y dài là một công cụ phục chế từng phần và chúng ta sẽ cho nhỏ cái đầu bút đi một tí. Và lúc này chỉ cần doa lại qua đến đâu thì gương mặt chúng ta sẽ đến đấy. Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên tôi sẽ đẩy tới 100% để tôi doa quán đâu là trở về ảnh gốc cho nó nhanh. Bạn có thấy không ạ? OK, chọn vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào da mặt cô gái. OK, chọn vào đây. Đấy, tại vì do là cái ảnh chúng ta chụp nó không được sắc nét lắm nên là chắc chắn chúng ta phải xử lý qua những công đoạn như thế này. OK. À, các bạn có thấy là bắt đầu tôi sẽ làm được thành một cái đồi từ xin tím rất dễ dàng bằng Ctrl U của chúng ta. Vậy Ctrl U của chúng ta còn làm thêm nữa đó là ảnh có màu và không có màu. Các bạn ghi đi, làm ảnh hai màu theo kiểu dạng màu và đối nghịch là không có màu như sau. À, thầy sẽ ấn vào biểu tượng như này. Ví dụ cũng là chọn cái cô gái như vừa rồi các bạn đã từng nhìn này mà. Người ta có một cái trò như sau là hồi xưa người ta làm cái bưu thiệp ấy gửi cho sinh nhật ấy, thì người ta có thể làm cái cách là cái cảnh đằng sau nó là đen trắng còn cái người thì lại là có màu. Thì người ta ấn vào Ctrl U. Với cái Ctrl U này thì người ta chọn vào đây, tôi chọn vào màu xanh, nhìn không? Thì chia sẻ cho mọi người biết đây là cái giá trị trộn màu. Ví dụ tôi kéo này. Bạn có thấy là màu xanh chưa? Em có thấy là bắt đầu thầy chỉ vào màu xanh thay không? Cái màu này đẹp này. Nhìn chưa? Nó pha giữa xanh dương này, xong nó xanh lá cây này, nó rất là dễ chịu. Và em thích này, toàn bộ cái này OK, vậy thì chọn cái này, chỉ vào đây cái. Chỉ vào đây cái, em thấy chưa? Nhìn này, kéo này. Thấy chưa? Màu khá là thú vị. Chúng ta chọn vào màu này, chúng ta chỉ nốt vào màu xanh lá cây này nữa, chỉ vào nốt vào xanh lá cây này nữa thì em nhìn thấy chưa? Cái tông màu trước và sau chúng ta đã khác hoàn toàn. Đấy, thấy ổn không ạ? Đấy, vấn đề là người ta có rất nhiều cách để chỉnh màu, nhưng mà em phải nhớ một điều rằng tính năng của Ctrl U nó lại tập trung theo từng khu vực của màu. Vậy chúng ta chỉnh tổng quan rồi chúng ta chỉ vào khu vực màu đây và chúng ta kéo lên thì có phải nó dễ dàng không? Vậy thì đấy là giá trị mà chắc chắn là bạn phải nắm được tính năng cao nhất của nó. OK, sau khi làm xong thì cũng có những người thì người ta sẽ làm những cách như này là đẹp lắm rồi. À, tôi chỉ vào mắt thì chắc chắn nó sẽ làm sao nó sẽ rất là khó. Ví dụ tôi chỉ vào cái bàn tay, tôi chỉ vào phần mắt của cô gái, nhìn nó quy định đây không, và tôi sợ cầm cái kéo đây thì các bạn có thấy là nếu mà mắt cô gái này thì nó hay bị trường hợp là nó bị cả da mặt, đúng không? Hiểu cái này chưa? Còn nếu mà chúng ta muốn mà đơn giản hơn thì tôi khuyên các bạn hãy dùng cái công cụ pen đồ riêng cái mắt ra và chúng ta chỉ vào đấy, chúng ta chỉ cần dùng Ctrl U thì màu mắt nó sẽ khác hoàn toàn. Hiểu cách nhờ. Vậy quần áo có thể làm được điều đó không? Cắt ra xong rồi chỉnh màu, yên tâm không bao giờ bị sợ, không bị hỏng với khối đâu ạ. Nó vẫn giữ nguyên cái sắc độ khối đấy. Rồi tiếp theo Ctrl O. À, chúng ta sẽ chọn đến một cái hình đây. Cái hình này thì các bạn đã từng gặp cô gái này rất là nhiều rồi. Đây cô gái này. Nhìn chưa? À, chúng ta ấn vào Ctrl U. Sau khi ấn vào Ctrl U tôi sẽ chỉ vào đây, nhìn không ạ? Đây là pha trộn màu, còn đây là độ nhiệt của màu. Có nghĩa bạn đẩy lên thì nó sẽ rất là cao. Ví dụ nhá, thầy chọn là màu xanh lá cây, thầy kéo như này, kéo này nhìn nhá, màu xanh lá cây tươi không ạ? Nhìn tươi chưa? Và cái này giảm đi không ạ? Thì trong trường hợp này thầy mới dùng cái chiêu thức này đúng chính xác, là thầy chỉ vào màu xanh lá cây và thầy giảm cái nhiệt nó đi thì tự khắc là chỗ này sẽ có là một gì? Nhìn này chưa? OK. Nào chỉ nhá. Chỉ vào màu xanh lá cây, quy định màu xanh lá cây, cầm này kéo ở đây. Yên tâm một điều rằng cái cảnh của thầy sẽ làm sao? Đèn trắng, nhìn đèn trắng chưa? Và lúc này thầy sẽ dùng cái phím cộng, thầy chỉ vào đây màu xanh lá cây tiếp theo. Thầy chỉ hết những cái màu này nữa, em nhìn thấy không? Thì lúc này chúng ta có một cái tông màu đó là chỉnh, nhìn thấy không? Đây là tông màu hàn. Đó, à, chúng ta dùng Ctrl U và chúng ta chỉ vào khu vực mà chúng ta làm là màu chúng ta đã lại khác rồi. Ctrl U chỉ vào khu vực đấy và kéo cái nhiệt của màu xuống thì cái ảnh của chúng ta vẫn là tông màu như thế. Và sau khi chỉnh xong thì tất nhiên người ta cũng có thể là do lý do là cái người chụp ấy nó sẽ có rất nhiều tiêu chí, là người ta chụp cái mặt và cái cảnh nó hơi bị dấp dính thì đấy, thì cái công cụ y dài nó lại sinh ra cái trò là chúng ta sẽ phục chế bằng cách chúng ta tô đây mặt cô gái nó sẽ như này. À, đúng chưa? À, có tí màu. À, sau đó thì cái phần tay xem cô gái nó có bị đen quá không, nhìn không, đoạn này khoai này thì chúng ta phải dần dần chọn vào đây, tô dần, à, không phải nhanh được đâu, mình cũng phải
vùng chọn rồi các thứ nữa thì nó mới ra được. Nhưng em thấy chưa, với cái cách này người ta tạo ra một cái ảnh blend màu bằng Ctrl U, được chưa? Rồi tiếp theo